Ngủ rồi hả? 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 Ngủ rồi hả? Ờ, khuya rồi, ngủ đi vậy. Trời ơi, khuya đó mà khuya. Nói nghe nè. Hả? Vụ gì? Bữa nay á, ừ, anh đừng ngủ. Thế hả? Anh thức với em suốt đêm đi. Trời 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 trời. Gì vậy? Gì tự nhiên bắt thuốc suốt đêm? Nên sao em sung dữ vậy? Thì... tại vì em rất... rất muốn là... thậm chí là có thể tới sáng cũng được đó. Trời, gì vậy? Gì vậy vợ? Trời đất ơi, anh đâu có còn trẻ nữa đâu mà cái gì mà tới sáng như vậy. Em có biết bây giờ đó ngoài 40 gần 50 rồi mà bác sĩ người ta nói hả, cái gì cũng phải, nó cũng phải có điều độ, như là sinh hoạt hay là ăn uống cái gì, tất cả mọi cái. Chứ còn riêng cái chuyện này càng phải giữ gìn, càng phải điều độ hơn nữa thì sức cũng thôi là hả. Anh nói thiệt, nếu mà chịu em cái kiểu vậy, anh sẽ đi trước em á. Trời ơi, mà anh không hiểu hả, có nghĩa là em đâu có bao giờ mà em nghe tới cái chuyện mà mình thức một đêm tới sáng á, mà nó ảnh hưởng tới sức khỏe đến cái mức mà phải đi trước đi sau đâu. Trời đất ơi, vấn đề là vậy nè, anh cứ thức đi, anh khỏi phải làm gì hết trơn á, em làm anh được rồi. À, trời. Ủa chứ, cái gì anh làm gì vậy? Cái chuyện, để chứ, mình em làm thôi. Cái chuyện sản xuất em bé là hai người mà. Cái gì sản xuất em bé đây nữa? Chứ vợ nói là thức cả đêm. Trời ơi, chồng nghĩ cái gì vậy trời, nghĩ tầm bậy tầm bạ không hả? Cái gì? Tức là như vậy nè, đừng có làm cho người ta rối. Già lớn rồi trời ơi, bộ chồng nghĩ vợ là quỷ hay sao mà. Tức là như vậy nè. Khùng quá à. Có nghĩa là à, chồng cứ thức đi à. Là chồng không phải làm gì hết trơn á, chồng chỉ cần nằm chồng nghe thôi à. Vợ sẽ nói với chồng tất cả những cái điều mà vợ chất chứa trong lòng à. Có những cái mà vợ chồng mình á phải bàn bạc với nhau trước khi đi ngủ, chồng hiểu không à. Ví dụ như là coi như ban ngày á thì tụi mình lo những công việc chung của gia đình à. Đó, chuyện này chuyện nọ chuyện kia. Rồi á, mình không có thời gian dành cho nhau nhiều. Cho nên là có những chuyện mà vợ rất muốn bàn thì không bao giờ mà vợ có thể có thời gian rảnh để nói chuyện với chồng được. Cho nên vợ thấy là cái buổi tối như vậy nè, hai vợ chồng mình nên dành cho nhau một tiếng, có chừng 1 đến 2 tiếng đồng hồ. Đó, đó là những cái mà sau này mình sẽ tính tới kế hoạch đó. Còn ngay đêm nay thì vợ muốn là tới sáng. Tại vợ tính như vậy nè, cái cuộc sống của mình bây giờ thằng Tú mỗi ngày mỗi lớn rồi, nó thì với con Nhã thì cũng sắp sửa có một cái gia đình riêng được rồi. Rồi bây giờ vợ chồng mình phải có con. Không lẽ bây giờ có em bé rồi á, mình vẫn cứ một quán cà phê vậy sao mình nuôi nó nổi. Mình phải tính đến một chuỗi cà phê. Mà một chuỗi cà phê thì bây giờ mình sẽ lấy cái thương hiệu gì cho nó nổi bật. Như tên của em không thì nó bèo quá, là tại vì nó là một cái cây hoa lan bình thường thôi. Mà tên của mình không, nó kiệt trời cà phê mà kiệt sức thì nó cũng không được. Mà Tú, trời ơi, Tú ông à, cà phê Tú ông à, không được. Cho nên bây giờ vợ tính vậy nè, mình sẽ lấy tên con mình để đặt tên quán cà phê. Mà bây giờ con mình sẽ tên gì để quán cà phê mình ngon? Cà phê Khò thì cái tên nó hơi dị dị. Mà mình làm không khéo, người ta đọc mà không kỹ thì người ta sẽ nghĩ là cà phê kho. Mà cà phê mà kho rồi khô queo lấy nước đâu mà uống. Cho nên là cái tên nó không được đâu, mình coi lại đi. Kiếm tên khác đi. Trời ơi, ngủ nữa hả? Mình dậy đi. Sáng hả? Sáng hả? Sáng cái gì? Sáng hả? Ngủ hoài, nói rồi ngủ hoài. Rồi. Đang bàn về cái thương hiệu cà phê mà. Rồi, nói tiếp đi, nói tiếp anh nghe nè. Mình á, mình phải cố gắng mình vượt qua bản thân mình chút xíu đi. Rồi, em cũng mệt mỏi vậy, cũng buồn ngủ vậy. Mình phải nghĩ chuyện tương lai chứ. Hồi nãy á là em đang nói đến cái vấn đề mà tìm một cái chuỗi, tức là cà phê mà cà phê chuỗi á, thì mình phải tìm cái tên nào để cho nó giống như là nó tạo một cái ấn tượng mãnh liệt đối với cái người đọc. Người ta chỉ cần lướt qua thôi, người ấn tượng cái tên đó liền. Mà mình ngủ giữa chừng cho em phải nói lại đây nè. À, có nghĩa là bây giờ á, mình phải lo cho những đứa con của mình. Thì bây giờ con của mình lớn lên á, thì mình sẽ lấy tên nó để mình đặt cái chuỗi thương hiệu cà phê đó. Thì bây giờ theo mình á, con trai thì mình sẽ đặt tên gì? Mà con gái thì mình sẽ đặt tên gì? Mình thấy sao? Thì ra cái Khò hồi nãy là ông ngáy chứ không phải là cái thương hiệu mà ông đưa tên cho mình. Ôi ngủ hoài à, chán quá à, thiệt á. Bởi vì á, nhiều khi đàn ông cũng bị đơn điệu thiệt á chứ. Cái gì vậy bà? Ê, nó nghe nè. Hình như hôm qua cô Lan với lại chú Kiệt cãi lộn á. Chỗ
Trời ơi, bà không có biết gì đâu. Dễ sợ lắm, kinh khủng lắm. Nhưng mà ở trong cái khu phố này không một ai biết chuyện của cô chú đâu. Chỉ có một mình tôi biết thôi. Nè, bà có muốn tôi kể cho bà nghe không? Không. Ờ, chuyện là như vậy nè. Trời ơi, bà bất chấp luôn đó hả? Trời ơi, thiệt vậy luôn hả? Trời ơi, tôi không tưởng tượng được là có cái chuyện ngược đời vậy luôn á. Ngược gì đâu ngược. Tôi với chồng tôi cũng y chang vậy á. Nửa đêm tôi sẽ kêu ổng thức dậy hoài gì. Trời ơi, bà mạnh quá vậy. Vậy bà không à? Không phải, ổng ngủ ổng ngáy to quá, tôi phải gọi ổng dậy đập vô cái miệng ổng cho ổng nín. Trời ơi, vậy mà tôi cứ tưởng. Tưởng gì? Đầu mà sạn không. Anh đã nhớ nghe chưa? Nhớ rồi. Hứa là phải giữ lời đó nghe chưa? Trời ơi, chứ vợ chồng gì mà mắc cười quá à. Gì? Cứ lên giường là ngủ, lên giường là ngủ. Bộ mình không có chuyện gì để mà mình nói nhau nữa hay sao? Rồi không có chuyện gì để mà vui, không có chuyện gì để mà buồn, không có hỉ nộ ái ố gì hết hay sao? Trời ơi, thôi, vậy thôi em ngủ với cái gối ôm còn hơn. Khỏi lấy chồng đi. Gì vậy? Gì vậy? Tự nhiên nói lung tung chứ. Thì thôi bây giờ vậy, mới muốn rút kinh nghiệm không, sửa đổi. Là khi nào mà vợ ngủ thì chồng mới ngủ. Còn khi nào mà vợ muốn chồng thức á, thì chồng thức. Rồi lúc mà vợ muốn chồng như thế nào thì chồng chịu vợ, đúng không? Nhưng mà cái đó phải là do lòng tự nguyện chứ không phải là do vợ ép buộc. Cái gì vậy? Ủa hai đứa này nó nãy giờ nó ngồi ở đây hả? Sao hai đứa tụi bay ngồi im rung giống như là ngồi rình rập nhà người ta vậy? Dạ, dạ. Nó có. Nói gì ạ? À? Nhiều chuyện gì vậy hả? Nói sau lưng gì mà cười sặc cà phê luôn vậy? Dạ, dạ. Dạ, dạ, tụi con đâu có nói gì đâu. Dạ, đâu có đâu. Nè, khai cho đàng hoàng. Con mắm nó đó, nhiều chuyện cái gì, đâm đặt cái gì? Bà đó. Con lè lẹt á. Lè lẹt, bà mặc đồ lè lẹt. Bà thấy con mặc đầm lè lẹt á. Đó, rồi, xong. Dạ, là con hả? Nói gì ạ? Dạ đâu có gì đâu, ngưỡng mộ cô chú yêu thương dạ. Nhau mà. Tụi con nói là gì? Cô chú yêu thương nhau vậy chắc sớm có em bé quá. Nói gì vậy hả? Con nít ranh con nít quỷ à? Nói cái gì mà trúng phát hết trơn vậy? Chú mày đông hê lắm á mà chưa có được. Trời ơi, ly thứ ba đó trời. Đúng rồi. Ủa cưng chưa ngủ hả anh? Ừ. À hả? Chưa ngủ hả? Anh chưa. Còn uống quá vậy. Thôi. Uống miếng đi. Thôi. Nay mệt quá không biết sao muốn buồn ngủ quá trời luôn. À, vợ. Ừ. Nghe nè. Coi như là nãy giờ anh uống bứt hai ly cà phê thêm một ly thứ ba nữa nhưng mà vô không nổi nữa. Bây giờ đêm nay là coi như là anh quyết tâm. Tại vì thương vợ nên mình phải quyết tâm thức tới sáng để mà nghe vợ tâm sự. Chứ đâu có để vợ thức mình, tội nghiệp vợ đúng không? Bây giờ là có chuyện gì cứ kể chồng nghe ha. Chồng nằm nghe còn ngoài đó. Đây, đây. Xong hết rồi đó. Đây, hai, ba. Chuyện này nó cũng có gì nhiều. Ừ. Tức là chỉ hồi sáng á, lúc mà sao? Em đi chợ là em tính mua cái con cá lóc. Ừ. Để về nấu canh chua cho mình ăn. Ừ. Tại vì em biết mình á là rất ghiền canh chua cá lóc. Ừ. Thì nói nào ngay lúc em mua thì em mới nhìn vô cái mắt của nó. Tự nhiên cái mắt nó buồn lắm. Mắt cá lóc hả? Ừ, buồn mà đau khổ lắm. À. Nếu mà em mà không bị choáng gà là em cảm nhận dường như là nó có cái giọt nước mắt nó rớt ra. Trời ơi. Em thấy xót thương quá, em thôi em không mua nữa. Ừ. Cuối cùng mua đồ hũ về chiên cho mình ăn, nó chiên xả đó. À. Đó, thì đó hết rồi. Rồi. Em hứa với mình luôn ngày mai á, em sẽ cho mình ăn canh chua. Em cũng sẽ đi ra chỗ mua cá lóc nhưng mà em hứa là không nhìn thẳng vô mắt nó nữa. Thì lúc em mới dám mua để em nấu. Trời đất ơi, chỉ có mỗi mua cá lóc thôi mà làm khổ mình vậy đó hả? Ừ. Rồi có chuyện gì nữa không? Không. Hả? Không. Bữa nay mệt quá, ngủ rồi. Hả? Không. Sao vậy? Thôi, thức dậy đi. Ngủ quá à. Thức dậy. Nè, ngồi dậy. Ngồi vậy nè, bây giờ ngoài cái chuyện của cá lóc còn có chuyện cá rô, cá trê, cá diện, cá dồ gì kể cho anh nghe coi. Hả? Hôm nay vì em mà anh thử uống hết 2-3 ly cà phê nè, bây giờ là thức nghe hai chồng mình tâm sự chứ, đúng không? Ha. Không biết sao này trúng gió sao buồn ngủ quá. Cái gì vậy? Không thiệt, nó sao mắt nó cứ nhướng lên mà không được đâu, còn thôi, chuyện thôi, gì thôi, để bây giờ nói vậy đâu. Đó, nằm vậy đi rồi tâm sự. Nè. Hả? Thôi, chuyện của em cũng còn đâu, anh kể chuyện anh đi rồi em nghe, được chưa? Gì kỳ vậy, tự nhiên bây giờ bắt anh kể chuyện của anh, có chuyện gì đâu mà kể. Vợ chồng phải như vậy mới hiểu nhau, mình hiểu không? Có nghĩa là cái điều mà em yêu cầu ở mình á,
là hai vợ chồng mình phải có sự sẻ chia tâm sự. À, nếu mà vợ cũng có những cái chất chứa trong lòng, chồng cũng có những cái chất chứa trong lòng. Rồi, nằm xuống đi. Rồi nè, thì bữa nay á là chồng phải nói cái chất chứa trong lòng của chồng cho vợ nghe. Rồi, đúng rồi, chồng sẽ tâm sự cho vợ nghe ha. Vợ biết không, hôm nay á khi mà mở cửa qua quán cà phê cái gì, tự nhiên ở ngoài có một cái cặp vợ chồng đi vô. Trời ơi, nhìn thấy thế quảng vía chừng. Thằng hả, con vợ gì đâu mà cái nó xấu. Nó xấu, để dùng cái từ diễn tả ta. Xấu mà nó xấu quắc luôn á. Cái gì vậy? Vợ. Hả? Gì? Đang nghe mà. Ngồi vậy. Nghe hết á. Nghe cái banh, gì? Xấu banh nhà lòng vợ, nhớ rồi, nghe mà. Nhưng mà cái câu trước kìa, vợ đâu có nghe đâu đúng không? Chứ ai biết câu gì. Giờ chồng nói lại đi. À, thì để chồng nói lại ha. Cái giọng của chồng á đừng bị đều đều, khó chịu lắm. Nghe à, là nó... có nghĩa là phải lên xuống gì. Đúng phần rồi, tại vì đều đều á, nghe nó còn phê hơn là ru ngủ nữa đó. Nè, để kể lại cho nghe, hồi sáng này á, khi mà mở cửa ra thì á, có một cái cặp vợ chồng vô cái quán cà phê mình đúng không? Ta nói, con vợ hả? Nó xấu mà nó xấu tên ấy mà không thể nào mà tả được. Còn thằng chồng thì nó đẹp, mà nó đẹp như là diễn viên điện ảnh vậy đó. Trời đất ơi, ta nói mà mấy cái người ngồi xung quanh đó, người ta nói là cái thằng này á là nó lấy con nhỏ này chắc là vì tiền thôi, chứ còn không thể nào mà con nhỏ này lấy được thằng chồng đẹp như vậy. Rồi nó hey, hả? Thức dậy tự nhiên giờ thức... ngủ là sao? Đâu có đang thức mà. Thôi đang thức. Thôi đang thức gì, thức dậy đi. Trời ơi chồng, giờ nói thiệt mà biết sao không, cái giọng của chồng ngộ quá à. Giọng của chồng nó không có lên xuống, nó buồn ngủ. Chồng nằm đi nên đi vợ ru cho chồng ngủ. Sao là sao? Ru gì? Đi, nằm đi rồi em rồi, ru. Rồi, ru nè, ru nè, nói đi. Rồi. À. Vậy đi, ủa cái bài gì quên rồi. Ồ, ơ, dí dầu, ủa, không phải. Cái gì đó? Gì? Bài gì, cho thích ru gì? Thích ru con muốn xin đi. Con bướm xinh, con bướm đa tình, đôi vui với lá hoa đến hòa bình. Con bướm xinh. Rồi, con bướm ngủ queo luôn. Dạ, nó nghe nè. Thôi, bây giờ vậy. Ủa sao nay vợ chồng gió có... hay sao á, nó kỳ quá. Nói chung là bây giờ chồng không có ngủ được, bây giờ chồng phải làm cái gì. Biết rồi, nhưng mà... Khoan chờ chút xíu, bây giờ chồng có phương án mới rồi. Mở nhà khiêu vũ lúc nửa đêm. Tuyệt vời, chờ chút xíu. Ờ, hả? Xin lô. Dạ. Ừ. Nhảy hả? Đúng rồi. Thôi rồi. Nhảy hả? Đứng là. Rồi. À, đó thấy chưa, là nó hết buồn ngủ liền rồi đó. Cái đây là cái phương pháp hữu hiệu nhất đó, mà ta dành cho những người lớn tuổi. Nhảy xì lô đi. Nhảy xì lô đi. Xì lô nè. Nhảy xì lô đi. Xì lô nè. Đó, xì lô. Ngóc cái đầu vậy, nhảy xì lô người ta phải đưa cái đầu lên. Đấy, đưa cái đầu lên. Gì vậy? Trời ơi. Cái gì mà sao nặng vậy nè? Trời ơi. Gì vậy? Trời ơi. Vừa yêu luôn bên ta.